Đây là cái khách sạn mà mình sẽ ở đây ở London, nó gọi là President Hotel. Mình sẽ quay quang cảnh một chút ở nơi khách sạn. Đây là cái lobby này, trông cũng đẹp đấy chứ nhỉ. Đến vẫn còn sớm cho nên là chưa được check in khách sạn, nhưng mà đây nghỉ thì serious. Cả nhà ơi, này đói quá cho nên là gọi pizza ăn tạm này. Pizza. Yeah. Okay. Check already, yeah. You hold for me here too, so I eat pizza a little bit because I don't have any movie on myself. Oh, don't do the dirty. Okay, you see me? I see your face. Yeah, eat pizza. Đói quá, ăn tạm trước khi check in vào khách sạn. It's a beautiful hotel. Big piano. Do you know how to play the piano? Yeah. Pizza. Okay, I'm going to hand it over to you. I don't know how to shut it off. Mọi người đi lại vào trong công viên đây này, nghỉ ngơi, đọc sách. Các bạn thấy không? Rất là thích. Đây là Russell Square. Mọi người đến đây coi như nghỉ ngơi, đọc sách này. Cái quảng trường nhỏ nhỏ này. Nếu là mùa hè thì rất là đẹp ấy. Nhưng mà hôm nay trời vẫn lạnh, cho nên là nó ẩm đạm hơn. Ngay phía sau kia là cái Imperial Hotel này.
Oh, Yogi want to smoke, huh? Yeah, I do. Now I know what you mean. Then we go check it. That's why you want to go here. Don't put that on TV. No. Say smoke. Huh? Don't put on. Trời ơi, đi đến đây mới nhớ ra là cái quảng trường này suốt ngày dạo trước là đi lượn ở đây nhiều lắm. Đây, nhìn thấy không? Mọi người. Okay, now we are in the Russell Square here. Các bạn nhìn thấy đây. À. Đây, đường phố London. Những cái nhà này đa số là... Đây, bạn có thể nhìn thấy là... cái Imperial Hotel. Hotel. Đây, đường phố London đây các bạn này. We can go this way. Bây giờ là tháng 10 cho nên là cũng không nóng, không lạnh lắm. Yeah, wait. Đây. Chiều mới được check in. Đường phố này rất là quen thuộc đối với mình. Ok. Canada Water. Xe buýt, xe taxi này. À. Right here. Atrium. Yeah. Đây là hộ khách sạn. Put inside, put the artist one. No. Put. Okay, thank you. Đây, mình review cho các bạn xem này, cái khách sạn này. Khách sạn President Hotel 3 sao. Đây nhá. Đây. Toilet này. Rồi là bồn giường mặt này. Cốc này. Đây là kiểu có như là
đồ gội đầu tắm đấy này. Ồ, có bàn chải thuốc đánh răng à. Đấy, và đây nhà tắm đấy. Đây đây là có khăn tắm đấy. Đấy, đồ sữa tắm đấy. Nước, nước rửa tay này. Đấy, và còn đây là sữa tắm shampoo. Đấy, bồn tắm đây. Đấy, thế thôi đấy các bạn. Trong phòng ngủ như thế này này. Đấy, và cửa sổ. Đây có ổ cà phê. Đấy, cái giường thì nó chỉ là cái queen bed thôi, cái giường cũng nhỏ nhỏ này. Đấy. Đấy. Và đây thì đây là cái tủ để đồ quần áo, treo quần áo. Có một cái tivi. Thế và cái cửa sổ này thì nhìn ra cái Russell Square đây, nó như là cái công viên hoặc là cái quảng trường nhỏ, nhưng nói lại là cái công viên. Thế qua đây thì các bạn thấy có nhìn thấy này, qua ô cửa sổ có nhìn thấy ra ngoài đường. Cái con đường này thì mình quá là quen này. Thế thôi nha các bạn. Bây giờ thì nhà mình đi nghỉ một tí đây, mệt quá rồi. Cả một chặng đường dài. Bây giờ đi nghỉ, sau đó chiều thì bắt đầu lại đi xuống đường, đi thăm thò đó, đó đây. Because my audience is almost Vietnamese, okay. Thôi bây giờ Phương xin chào cô chú, cô chú anh chị và các bạn. Cho Phương tạm dừng ở đây. Nếu các bạn có thích video của Phương thì xin like, comment và ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cho Phương nhé. Xin cảm ơn, xin chào mọi người. Bye bye. See you next video nhé.